Nên là phun phun ẩm qua chanh này. Đấy. Mình sẽ đưa chanh vào máy ép. Cho máy xuống. Đợi khoảng 2 đến 5 phút. Xong rồi mình lại lấy thước vuông, mình đo vuông lại bức tranh. Và cắt khoảng thừa đi. Mình cắt một lớp keo bằng đúng khổ tranh. Đúng rồi, cho vào máy ép. Sau đó mình sẽ bóc lớp keo ra. Xong sẽ đặt kích thước của bức tranh vào. Thông thường mình sẽ để phần trên sẽ lớn hơn khoảng phần dưới. Cách đều hai biên. Còn cái này thì mình sẽ cắt thừa đi sau. Tranh mình đã có lớp keo rồi, cho vào máy. Bức tranh này khổ dài, máy mình lại rộng nên mình sẽ đặt ngang đây. Mình ép chanh cho giữa lớp chanh và lớp đế ép vào nhau thành một. Đây mình dùng một lớp lớp cách thủy, nó rất là hình đặc biệt. Đằng sau bao giờ cũng tráng sẵn một lớp keo này. Mình sẽ cắt bỏ những khoảng thừa ra. Tương tự như chanh, có sẵn một lớp keo đằng sau thì mình sẽ bóc phần giấy đi. Một lớp keo cũng như đây, cũng thế, bóc phần giấy đi. Đấy, mình đã có một lớp keo ở dưới rồi. Tiếp theo mình dùng trực tiếp này, mình sẽ vào bây giờ từ đầu dưới. Kích thước này hơi dài một chút, mình sẽ cắt đi. Cắt cả hai. Để có một lớp keo rồi thì mình dùng trực tiếp bằng là trong bước này. Tiếp theo mình có lụa biên của hai bên. Tất nhiên lụa này đã có một sẵn một lớp keo ở đây rồi. Mình sẽ đặt cân đối vào đây. Hai bên. Đầu trên và đầu dưới. Đó. Thì mình sẽ làm từng bước một. Đầu tiên mình có biên trước. Biên là mình đã đo
Có thể mình tùy vào kích thước của mình làm, có thể đo 2 phân rưỡi, 3 phân hoặc 3 phân rưỡi. Ở đây mình dùng một cái ba lụa 3 phân 2. Sẽ làm thẳng theo đường, thẳng theo mép tranh. Vào lụa xong mình sẽ cắt bỏ những phần thừa đi. Vào cắt sửa hết. Mình đi một đường chỉ biên xong thì sẽ ép lần cuối trước khi vào trục. Trục trên là gỗ, trục dưới sẽ là trục tròn. Mình sẽ cho vào máy ép toàn bộ luôn.